Mấy người muốn gì? Thả tôi ra. Anh Hải, sao anh lại bắt tôi tới đây? Trước đây tao tin tưởng mày, tao không đề phòng mày, thì ra mày phản tao đi theo thằng nhân kia. Anh hiểu lầm rồi, tôi không làm như thế. Cái vụ quỹ từ thiện, tao đã cho người kiểm tra lại hệ thống, mà mày nói là hacker xâm nhập. Tao đã phát hiện ra địa chỉ IP là của mày. Còn nữa, bây giờ tao mới nhớ ra, lúc ở Phan Thiết, tại sao thằng nhân tới kịp và hớt tài trên của tao, không phải mày thì là ai hả? Anh Hải, anh thả cho tôi. Tôi nhất thời làm sai, thằng nhân thừa cơ hội lợi dụng tôi. Bây giờ tao cho mày một cơ hội, tới gặp ba tao và các cậu bên ngoài, tố cáo thằng nhân hãm hại tao. Còn bằng không, mày cũng hiểu, trước đây tao với mày cũng kiếm lại từ các dự án mà. Dù sao tao cũng rời khỏi tổng công ty rồi, tao sẽ phanh phui mày ra. Tới lúc đó mày cũng sẽ bị sa thải mà thôi. Được, tôi sẽ làm theo lời anh. Bây giờ tôi chỉ cần anh tha cho tôi. Ok, tao sẽ không bao giờ nuốt lời đâu. Dạ thưa ba, ba vẫn ổn hả ba? Ba vẫn bình thường. Có việc gì sao con lại sang giờ này? Mà bữa nay con không đi làm hả? Dạ, con đang làm việc ở công ty. Thì anh Hải gọi cho con, nói là sang đây gặp ba gấp, rồi anh ấy cúp máy ngang. Con sợ là ba trở mệt nên bỏ hết việc chạy qua đây với ba. Chị Nhàn nói nó đi đâu từ sáng giờ chưa về mà. Không biết nó định giở trò gì nữa đây. Chắc là có khách. Dạ, để con đỡ ba. Ông chủ ơi. Dạ ông chủ. Có ông Việt, ông Tú cùng cậu Hải với luật sư, rồi thêm một cậu nữa đang đợi ông ở ngoài á. Nhưng mà tôi thấy vẻ mặt của mọi người rất là căng thẳng. Giờ tính sao ông chủ? Chị mời mọi người vô đi. Dạ. Ủa, cậu Việt, cậu Tú, có chuyện gì tìm tôi sao? À, mấy cậu ngồi đi. Chị Nhàn ơi. Dạ. Lấy nước cho khách. Dạ. Thôi khỏi, tôi đến đây để lấy công bằng cho thằng Hải. Anh đừng có tưởng là mẹ thằng Hải mất rồi anh coi nhà ngoại không ra cái gì. Anh để cho thằng con riêng của anh muốn làm Hải nó như thế nào thì làm. Mấy cậu nói gì tôi không hiểu. Hải, rốt cuộc chuyện này là sao? Chính thằng con trai cưng của ba, nó đã mua chuộc cậu Hữu để hãm hại con. Chính cậu Hữu đã cung cấp thông tin bên quỹ từ thiện cho hắn biết, rồi hắn kêu ngập thư ký của ba gửi cho tất cả các cổ đông. Rõ ràng nó cố tình hại thằng Hải, không có con đường trở về Đại Á. Hôm nay tụi tôi mời luật sư Tiến đến đây yêu cầu anh sửa liền bản di chúc cho tôi. Anh đừng nghĩ tụi tôi không biết. Anh không để lại cổ phần Đại Á cho thằng Hải nghe. 2/3 tài sản có là gì so với cổ phần Đại Á có thể tăng lên từng ngày. Thưa chủ tịch, tôi không hiểu từ đâu mà họ biết được tin này. Có lẽ là do sơ suất của trợ lý bên tôi. Tôi sẽ sa thải họ, tuyệt đối là không có lần sau đâu chủ tịch. Sở dĩ tôi để lại di chúc như vậy là chỉ vì tính chu toàn cho hai đứa con tôi mà thôi. Ba đừng có cố giải thích nữa, con không muốn nghe. Nếu ba luôn nói công bằng thì ba xử lý thằng con quan này đi. Nhân, con có làm không? Ba, con không hề mưa chuột gì Hữu hết. Nhất là con không bao giờ hại anh Hải. Mày còn chối nữa hả?
Cậu Hữu, mau nói đi. Thưa chủ tịch, thưa luật sư, là anh Hải cho giang hồ bắt cháu, đánh cháu, ép cháu phải vu khống để hại anh Nhân. Thằng khốn, mày dám phản tao, mày muốn chết hả? Anh Hải, đúng là tôi và anh đã cùng nhau sai phạm rất nhiều công trình của đại á. Anh không thể vì thế mà uy hiếp tôi, làm hại anh Nhân được. Trước mặt chủ tịch, cháu xin nhận hết tội lỗi và xin nghỉ việc. Còn xử lý cháu ra sao, tùy chủ tịch quyết định. Thằng khốn này! Cậu Hải, cậu dừng tay lại. Nếu cậu đánh người là phạm pháp đó. Nè, Hải, mày còn gì để nói nữa không? Là mày hại tao đúng không? Anh Hải à, anh bình tĩnh lại đi. Anh vừa vu oan cho em, rồi bây giờ anh còn nóng giận với em. Lần sau mày, Hải ơi, Hải, Hải, ba bố đã đấy, dừng lại con ba. Hải, Hải ơi, ba bố tỉnh lại. Ba, 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 anh Phước, ba, chủ tịch, ba, chủ tịch đang mệt. Tất cả mọi người ra ngoài hết đi. Ở đây ai mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ tịch, tôi sẽ đề nghị truy tố đó. Tôi nói mọi người nghe chưa? Đi ra ngoài đi. Đi con. Đi. Còn cậu nữa. Luật sư Tiến, xin chú hãy giúp cháu. Cháu sợ họ trả thù đó. Cậu yên tâm, còn có tôi. Chủ tịch, chủ tịch cứ nghỉ ngơi đi. Có cần gì thì gọi cho tôi. Tôi xin phép tôi về. Dạ cháu xin cậu phép. Cậu Nhân, tôi về nghe. Dạ, tôi về. Ba, cái thằng con Quang đó đúng là không phải dạng vừa. Coi như mày thua trắng rồi còn gì. Cái số mày đúng là nhỏ thiệt. Ở đâu lòi ra con sói lang? Giờ nó chiếm hết tài sản của mày rồi. Mày, mày bình tĩnh đi. Mày còn 2/3 tài sản mà, lo gì? Giờ mày tự ra kinh doanh riêng, có phải sướng hơn không? Ba cái cổ phần đại á gì đó, nghe thì có vẻ hoành tráng giá trị đó, nhưng mà đại á mà sụp một cái á là mày không còn gì. Nhưng mày nên nhớ, ba nó vẫn còn sống, giờ nó đâu còn gì đâu. Mà nè, cái vụ hợp tác mở vũ trường, mày có xin được tiền chưa? Tất nhiên là có rồi. Tụi bay á, cứ chưa phần cho tao đi, rồi tụi bay hãy chờ xem. Có ngày tao sẽ lấy lại hết tất cả. Ba, để con gọi cho bác sĩ tới khám lại cho ba nghe. Không cần đâu con, ba thấy cũng bớt mệt rồi. Ba không ngờ thằng Hải lại quá quắt đến như vậy. Ba, con không trách gì anh Hải đâu ba. Còn chuyện của Hữu có liên quan tới anh Hải, con nghĩ cách tốt nhất là để cho Hữu tự viết đơn xin nghỉ việc. Em nhầm chuyện này thì tốt hơn đó ba. Vậy con lo liệu giúp ba nghe. Dạ, ba cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Dạ. Tôi biết tên Hải đang thuê giang hồ tìm kiếm tôi. Bây giờ nếu như anh không giúp tôi thì tôi là phải nghe lời thằng Hải. Tôi không thể mất việc ở Đại Á được, anh có hiểu không? Anh nghĩ với sai phạm của anh thì giấu được lâu sao? Nè, sắp tới Đại Á sẽ có một đợt thanh tra, anh cũng không thoát được đâu. Chỉ bằng anh tự tìm đường sống trước cửa chết đi, để cho tên Hải hết đường trở mình. Ý anh là sao? Không phải gia đình anh có công ty vật liệu xây dựng An Hữu từng giúp tôi vụ thu mua tre hay sao? Tại sao anh không về đó tiếp tục đầu tư mở rộng? Tôi đã trở thành tổng giám đốc Đại Á, tôi có toàn quyền quyết định, cho nên nhất định tôi sẽ chiếu cố công ty của anh. Còn việc sai phạm của anh dính tới Hải, dù anh có khai ra với ba tôi cũng sẽ không dám truy tố anh. Thôi được rồi, kế hoạch thế nào đây? Là vậy. Nếu không lý giải được những thắc mắc trong lòng mình thì mình sẽ không thể nào tập trung được.
Đào Kim Miến, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1999, quê quán thôn Cẩm Thoại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Giang, Đà Nẵng. Mời cậu ăn trái cây. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn gì? Tên nhân đó đúng là quá gian xảo mà. Sở dĩ mà hắn luôn thành công là bởi vì hắn biết cách đánh trúng vào tâm lý của con mồi. Con nghĩ là chắc chắn tên Hữu cũng đã nhận được lợi lộc gì từ hắn, cho nên mới dễ dàng chủ động xin nghỉ như vậy, khiến cho Hải không kịp trở mình. Đúng là tên nhân này càng ngày càng không đơn giản. À, còn việc mà cô kêu tôi tiếp cận nhà anh Đức á, tôi có tìm hiểu. Họ đang rao bán căn nhà của họ để chuẩn bị về Kiên Giang. Tôi cũng giả làm xe ôm dạo quanh đó, nhưng nhà cứ đóng cửa suốt, không có thể tiếp cận được. Dì cũng vậy. Bữa hả, dì giả làm người mua dây chai mà họ cũng đuổi, đâu có tiếp đâu con. Có thể họ bị ám ảnh vụ bắt cóc vừa rồi nên họ cảnh giác cao với người lạ lắm. Chú Khoa đã đồng ý giúp con để cho cô Ngọc vào làm việc, nhưng mà muốn dẫn dụ tên nhân thì cũng cần một khoảng thời gian khá dài. Bây giờ thì chắc là mình phải bắt đầu từ những cơ hội nhỏ nhất thôi. Ban đầu á thì anh Nghĩa, anh có hoài nghi về hành động của con nên con cũng hơi lo sợ là mình sẽ bị lộ. Còn bây giờ thì không còn cách nào khác, để con sẽ qua nói chuyện với anh Đức. Chỗ quen biết có thể là anh sẽ kể sự thật cho con nghe. Phải sớm tìm được manh mối, chứ để vợ chồng của anh về Kiên Giang thì lúc đó còn khó hơn nữa. Phi, anh đi xin dữ liệu coi có phát hiện gì mới không. Tôi biết rồi. Cô ở đây nha. Anh Đức. Ủa, cô Yến đi đâu vậy? Em muốn gặp anh để hỏi một chút chuyện. Vậy mời cô vô nhà. Dạ. À, cô Yến vô nhà đi. Cô ngồi đi. Dạ. Cô Yến uống nước nè. Dạ em cảm ơn anh. Ủa chị không có nhà hả anh? Từ sau cái vụ bắt cóc, vợ tôi cứ bị ám ảnh, suốt ngày ở sau cái xưởng, không có chịu lên đây. Chuyện cơm nước chợ búa gì tôi lo hết à. Tôi đang rao bán căn nhà này, nếu bán được á, tôi sẽ lấy tiền để bồi thường cho cậu Nghĩa. Xong rồi vợ chồng tôi á về dưới Kiên Giang sinh sống. Thiệt là khổ cho anh chị quá. Chuyện xui rủi tôi cũng phải đành chịu thôi. Tôi chỉ cầu mong cho vợ tôi bình an là được. À mà cô Yến á, đến đây tìm tôi có chuyện gì không? Em cũng mới vừa xin nghỉ bên công ty Long Nghĩa rồi đó. Trước khi mà xảy ra vụ cháy á, Long nó có nói với tôi là hình như cô bận chuyện gì gia đình phải không? Thật ra dạo gần đây có một người nặc danh cứ hay gửi chuột chết rồi mèo chết, thậm chí là còn có dao dính máu để đe dọa em, bắt em là phải xin nghỉ ngay lập tức á. Trời ơi, em sợ mọi người trong công ty lo lắng cho nên em mới nói dối là em có công việc nhà. Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà tại sao cô lại bị như vậy? Anh có còn nhớ em từng nói là có thể vụ bắt cóc chị nhà là do có người cố tình muốn hãm hại anh Nghĩa không? Ừ. Em thực sự muốn giúp anh Nghĩa điều tra xem kẻ đó là ai. Anh có thể nói nhờ chị nhà giúp em được không? Nghĩa có nói á, đâu phải là cậu Nhân đâu. Thì bởi vậy cho nên em mới muốn giấu không cho anh Nghĩa biết. Em muốn âm thầm điều tra. Thực sự thì chuyện này cũng như là vừa giúp cho anh Nghĩa mà vừa giúp cho bản thân của em nữa. Em rất muốn biết kẻ đe dọa em là ai. Nếu như mà không phải anh Nhân thì thôi, vậy cũng tốt mà.
không ảnh hưởng gì tới tình cảm anh em của anh Nghĩa và anh Nhân. Anh Đức, anh coi như là giúp anh Nghĩa với lại giúp em đi. Anh hỏi chị nhà xem, coi chị có nhớ đặc điểm nào hoặc là nhận dạng được tên bắt cóc hay không. Thôi được rồi, cô Yến ngồi chờ tôi nha, để tôi gọi bà xã tôi ra. Cảm ơn anh. Sao rồi anh? Đây nè cô. Cảm ơn anh. Nè, em ngồi đi. Chào anh chị. Chào chị. Dạ chào chị. Dạ giới thiệu với anh chị, đây là anh Phi. Dạ. Thám tử chuyên nghiệp. Đây là cô Yến, trước đây làm chung với anh. Em cố gắng nhớ lại giùm, nhớ lại được chuyện gì. Em kể cho cô Yến nghe đi. Bữa đó tụi nó chụp thuốc mê tôi xong rồi bắt tôi, giam tôi vào một căn phòng kín, có sẵn nước với thức ăn ở trong đó. Rồi tới ngày tụi nó thả tôi ra, rồi lại xông vô chụp thuốc mê tôi tiếp. Cho nên tôi cũng không rõ mình bị bắt tới chỗ nào nữa. Còn về tụi nó thì tôi cũng chưa từng gặp mặt, cho nên tôi cũng không biết tụi nó là ai. Đây, chị xem thử coi có phải là tên này hay không. Đúng rồi, là người này. Cảm ơn chị. Không có gì. Em sẽ nhờ anh Phi âm thầm điều tra xem hắn có phải là người đe dọa em không. Anh dạ. Chị cứ yên tâm, em không bao giờ nói chuyện này với ai hết. Chị sẽ không bao giờ bị nguy hiểm hoặc bị đe dọa nữa. Chị đừng có lo nha. Em yên tâm đi. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô Yến. Dạ cảm ơn anh chị. Alo, anh Sơn hả? Ừ, anh nè. Em vừa đáp máy bay tới đây nè. Vậy hả? Anh làm ơn chỉ giùm em đường tới thôn Cẩm Tòa Trung nha. Ừ, vậy em chờ anh chút xíu nghe. Anh tới liền đó, có mình anh mới biết đường đưa em tới nơi thôi. Chờ anh nghe Nghĩa. Dạ, em cảm ơn anh. Em chờ anh nha. Ừ. Sẽ không còn ai có thể đe dọa vị trí hiện tại của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em. Hay là tối nay anh qua nhà em được không? Anh vẫn đang trong thời gian thử thách của Hương, không tiện gặp nhau đâu em. Khi nào có tin tức gì mới, mình gặp nhau ăn mừng cũng chưa muộn mà. Dạ anh, em sẽ sớm có tin vui cho anh. Ok, vậy nha. Mình sinh ra là để thuộc về nhau mà. Anh không thoát khỏi tay em đâu. Nếu như Ngọc vẫn có thể giúp ích được cho mình thì mối quan hệ này đúng là không tệ. Nó gọi cho mình làm gì? Tôi nghe. Tối nay gặp tao đi.
Tao có chuyện muốn nói với mày. Có chuyện gì nói luôn đi. Về di chúc của ba. Mày mà không tới là mày hối hận đó. Địa chỉ tao sẽ nhắn sau. Cứ đến xem nó dở trò gì. Nhà xe mới báo, anh ra dời xe lại đi. Ủa ngoại sao? Con... Sao ngoại sao chưa ngủ đi? Tao sốt ruột quá. Sao thằng Nghĩa lâu về quá vậy ngoại sao? Về này chưa về tới nhà nữa. Con. Dạ. Hồi nãy á, bà có gọi nó rồi. Nó nói máy bay phải dời lại. Xui thiệt. Chắc là phải hơn 12 giờ đêm mới về tới đây. Về mà nó không nhắn tin báo con biết một cái nữa. Mà ngoại, con nghi á, là không phải nó ra đó để gặp anh Sơn đâu. Ủa, sao con biết? Ngoại sao? Ở công ty á, công việc nó ngập đầu, nó còn có thời gian ngủ nữa. Tự nhiên á, đòi đi thăm bạn cũ. Mà ngoại sao? Hả? Đà Nẵng á, là quê của Yến luôn. Ủa vậy hả? Dạ. Nhưng bà nghĩ không lẽ nó ra ngoại nó tìm con Yến? Còn gì nữa ngoại sao? Tự nhiên á, Yến dọn đi, số điện thoại bỏ luôn, không liên lạc được. Có vụ đó nữa? Dạ. Không ấy, ngoại để nó về á, tao tra hỏi nó coi làm sao. Dạ, đúng rồi đó ngoại sao. Ừ. Nhưng mà thôi không được. Không được đâu ngoại sáo ơi. Ngoại sáo biết tính nó quá mà. Tính nó cứng đầu lắm. Ngoại sáo hỏi nó cũng chối à. Nó mắc cỡ lắm. Nó không muốn cho người khác biết là nó quan tâm tới Yến. Ngoại sáo công nhận không? Đúng là chơi chung với nhau. Thân quá riết rồi giống nhau luôn. Còn như nó chơi chung với nhau từ nhỏ tới giờ. Rồi đời tình duyên hai đứa giống nhau. Nhiều chuyện á, không phải là số phận đâu, mà do lòng người đó con. Ngoại sáo nói sao kỳ vậy? Gì mà lòng người? Nói vậy mà mày không hiểu hả? Để tao nói mày nghe. Nó có yêu người ta, nó yêu người đó, nhưng mà ngược lại, người đâu có yêu nó. Giờ này hai bà cháu còn ngồi đây nói chuyện hả? Má, khuya rồi sao không đi ngủ? Tao chờ nó. Ủa con dọn dẹp xong rồi hả? Dạ. Không ấy, con đi ngủ trước đi. Thôi vậy con đi ngủ trước nha. Đi ngủ trước đi. Thằng Long thức với bà ngoại. Ngoại sao? Tính ra mẹ của con phiền phức hơn dì Nga nhiều. Sao con? Hồi xưa mỗi lần con đi chơi khuya là ngồi đợi con, chờ con về cho bằng được. Về chửi con một chập luôn mới chịu đi ngủ á. Vậy là mẹ con lo cho con là phải quá rồi. Thôi đi ngủ đi, tao chờ được. Tao có cái bình trà này, uống hết cái bình này tới sáng cũng còn được mà. Tao đợi Nghĩa. Con ngồi đợi với ngoại sáo cho vui. Cảm ơn con nha. Gì đâu ngoại sáo. Cô Hương, cô Hương ơi. Có chuyện gì vậy chị? Cô ơi, tôi thấy cái này ở trước cửa, mà tôi không biết của ai nữa. Cô coi đi cô. Chuẩn bị 1 triệu đô tiền chùa. 12 giờ trưa mai tụi tao sẽ hướng dẫn địa điểm giao tiền. Tay mắt tụi tao khắp nơi.
Nếu thấy bóng dáng công an thì nó sẽ bị giết ngay lập tức. Trời ơi, chuyện gì vậy cô? Cậu Nhân, bây giờ làm sao đây cô? Để tôi gọi cho anh Nghĩa. Dạ. Chết, mình xóa số anh Nghĩa lâu rồi, giờ sao? À, mẹ nghe. Long. Ủa, mày con về rồi hả? Con về hả con? Dạ. Con có mệt không? Nè, ngoại sáu đợi mày từ sớm tới giờ luôn á. Ngoại, con nói ngoại rồi, đi ngủ sớm đi, đừng có chờ con. Con gọi điện Long nó mở cửa cho con được mà. Trời ơi, ngoại có ngủ sớm được đâu, chưa có buồn ngủ. Ngoại ở đây chờ con. Ê, mày ra thăm anh Sơn có gì vui không? Cũng vui. Có khi nào cô Yến đó làm giả giấy tờ không? Nếu không sao mà bạn anh tra hồ sơ nhân khẩu ở xã lại không có được em? Đi khắp cái thôn này hỏi rồi cũng không ai biết cổ. Các công ty nội thất hữu nghị cổ từng làm cũng không có nhân viên nào tên là Đào Kim Yến hết. Ngoại, ngoại để ý nữa kìa, vui gì mà không thấy nở nụ cười, mặt trầm ngâm như vậy. Má ơi. Long ơi. Ủa, Nghĩa, con mới về hả? Có chuyện gì vậy? Thằng Nhân có chuyện rồi. Chuyện gì vậy con? Chuyện gì mẹ? Thằng Nhân mới vừa bị bắt cóc. Trời ơi, Hương nói là tụi nó không cho báo công an. Bây giờ con phải đi qua nhà con Hương coi tình hình sao. Con đi nghe má. Nè mẹ mẹ, con chở mẹ đi. Để Nghĩa chở con đi. Con đi liền đi. Con đi nha. Đi liền đi con. Ngoại nhà cẩn thận nha. Ngoại nhà cẩn biết rồi. Con ra lấy xe. Má nè, ở nhà đừng có lo lắng gì hết nha. Có chuyện gì thì con gọi điện thoại gì con báo. Ở nhà có chuyện bà ngoại gì chị nha. Con đi đi. Chị đi đi. Chạy xe cẩn thận nha. Biết rồi. Ba, Nhân ơi, Nhân. Ba bình tĩnh đi ba. Ba, hay ba về phòng nghỉ ngơi một chút đi ba. Đợi anh Hải rút tiền về con báo với ba sao? Không, ba không sao đâu. Không sao. Chắc là cậu Hải về, để tôi ra mở cửa nha. Dạ. Ba. Hải. Anh Hải. Dạ ba, con rút tiền xong hết rồi. Tụi nó lấy máy của anh Nhân nhắn tin cho con nè ba. Đứa nào đọc coi. Bây giờ hãy chạy đến Nghĩa Trang Đông Thành, Hóc Môn rồi nhận địa điểm tiếp theo. Không được, con Hương đang mang thai, không thể đi giao tiền như vậy được, nguy hiểm lắm. Để tôi đi cho. Mẹ à, không được đâu, nguy hiểm lắm, đi không đi cho. Nhưng mà chị Hương, chị đưa điện thoại cho tôi để tôi đi cho, có gì tôi liên lạc với tụi nó. Không được, để con đi giao cho ba. Rồi hắn lấy tiền bỏ trốn rồi sao? Anh Hải à, anh nghĩ tôi là hàng người gì mà nói vậy? Đây là tiền cứu mạng anh hai tôi đó. Ai thấy tiền mà không sáng mắt? Huống hồ đâu phải ruột rà gì của cậu đâu. Tiền của nhà tôi thì tôi phải đi. Nhưng cậu đi liệu có ổn không? Chị Bằng, cứ để cho thằng Nghĩa là sinh mạng của thằng Nhân đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Tụi nó chỉ cần tiền thôi, ai rảnh giết người để đi tù. Bà, bà để con đi cho. Bà quyết định đi. Em con bây giờ rất là nguy hiểm. Nếu như anh Hải không tin tôi, anh cứ giữ tiền đi trước đi. Tôi sẽ âm thầm bám theo sau anh. Có gì không ổn á, tôi sẽ hỗ trợ cho anh. Thằng Nghĩa tin như vậy là phải đó. Dạ. Vậy con đi cho ba. Đi đi con nè. Nhớ cẩn thận đó nghe không? Dạ, bà cứ yên tâm. Hương à. Dạ. Cho tôi mượn chìa khóa xe đi. Dạ, anh cứ lấy đi. Ừ. Con đi nha ba. Để tôi mở cửa cho cậu. Con ơi, nè, con đi cẩn thận, nhớ không được làm liều đó. Con biết rồi, không sao đâu, mẹ yên tâm đi, con đi nha. Nhà cậu cái xe nào không? Dạ, có cái xe Honda con hay đi chợ á. Xe này phải không? Dạ. Chìa khóa đâu? À, con cắm ngoài xe rồi. Tôi phải chạy theo tụi nó, để nó liền vậy tôi không yên tâm.
lỡ thằng Nhân có chuyện gì thì cô đi cẩn thận nha cô. Hải đâu rồi? Nhưng mà đường đi tới nghĩa trang chạy thẳng vô mà. Không được, mình chạy tới nghĩa trang. Sao rồi? Thì ra là mày bắt tao. Mày muốn cái gì? Đáng lý á, cả gia tài là của tao. Thì đột nhiên thằng con quan như mày xuất hiện. Nên tao buộc phải cho mày biến mất thôi. Và chính tao bày ra vụ bắt cóc này. Sau đó tao giờ như là con tin bị tụi bắt cóc giết chết. Còn tao á chỉ bị thương thôi, rồi tụi nó cướp tiền bỏ trốn. Nè, mày thấy kịch bản của tao á có hoàn mỹ hay không? À, tao quên nữa, thằng em và bà mẹ ngang hông của mày bám theo tao, nhưng mà bị tao cắt đuôi rồi, không có ai cứu nổi mày đâu. Kể ra mày cũng có đầu óc đó. Giúp tao nghĩ ra một cách bản tốn như vậy. Tụi mày làm gì vậy? Nè, thả tao ra. Tụi mày phản tao hả? Buông ra. Nói cho tụi mày bao nhiêu tiền, tao sẽ cho gấp đôi. Buông ra. Thả tao ra. Buông ra. Hùng, thả tao ra. Tụi mày làm gì vậy? Buông ra. Giữ nó coi. Hai đứa bay, mua thêm xăng đi. Dạ. Do mày thuê phải tụi tép riêu. Bạn thân của tao là đại ca khét tiếng ở Sài Gòn, xui cho mày. Cái quán bar mà mày định hại tao lại là địa bàn bảo kê của nó. Lúc mày gọi cho tao, tao cũng bán tin bán nghi. Tao sợ mày bẫy tao nên tao gọi cho nó để coi có gì bất thường hay không. Và tụi nó phát hiện được hai tên này đang giả làm nhân viên của quán bar để chờ tao. Trên đường tao đi, nó đã báo cho tao biết rồi. Đáng lý là tao có thể quay về. Nhưng mà tao vẫn đến để ráng mà đóng trọn vẹn vở kịch của đời mày, để cho mày chết khỏi phải ân hận. Anh Thắng, anh làm gì vậy? Tụi em đâu có đụng tới địa bàn của anh đâu. Tên này người ta thuê nên tụi em mới bắt. Nhưng tụi bay đang bắt anh em của tao đó. Hùng, hai đứa bay đi theo tao, nhanh. Vậy bây giờ mày muốn làm gì tao? Nếu như tố cáo mày tội bắt cóc, ba thế nào cũng chạy án cho mày.
bất quá mà chỉ ở vài năm tù. Cho nên cách tốt nhất là tao sẽ tiếp tục giữ kịch. Mà mày đã soạn ra, chỉ là tao với mày đổi vai mà thôi. Chủ này sẽ cháy, mày sẽ bị bọn bắt cóc giết chết, còn tao thì bị thương nhẹ, vậy được cứu. Hai phần ba tài sản của mày sẽ thuộc về tao. Tất cả phải là của tao, mày nghe rõ chứ? Mày đã sung sướng từ nhỏ rồi, tao thì phải sống trong nghèo khó, tìm đủ mọi cách để vươn lên. Đời có giấy thì phải trả. Đây là lúc mày phải trả hết tất cả những gì thuộc về tao, mày nghe rõ chứ? Mày là đồ con quan, tao có chết, tao là ma cũng không tha cho mày đâu. Mày la đi, la lớn lên đi. Thả tao ra. Mày la lớn lên đi. Vì đây là giây phút cuối đời của mày rồi, mày la đi. Thả tao ra. Thả tao ra. Mày có chắc là đưa hai thằng đó trốn thoát sang Campuchia không bị công an tóm đúng không? Yên tâm đi, nếu có gì bất ổn thì tụi đàn em của tao sẽ ra tay để bịt đầu mối liền. Mày là thần tài của tao mà, bằng mọi giá tao phải bảo vệ mày chứ. Đúng là tao không chọn sai đối tác. Mẹ lo quá cho nên bám theo. Ủa, thằng Hải đâu rồi con? Con gọi cho anh Hải không được. Hồi nãy tới ngã tư con bị mất dấu anh rồi. Mẹ, nhìn phía trước không có dấu xe nào hết. Mẹ, có khi nào anh lừa mình không mẹ? Cho nên cố tình cắt đuôi con. Cũng có thể. Vậy bây giờ mình phải làm sao con? Quay lại ngã tư, mình đi thôi mẹ. Lát nữa mày kêu tụi nó đập đầu tao bất tỉnh, lực vừa đủ thôi. Có cần phải chơi lớn vậy không? Không dùng khổ dục kế thì làm sao qua mắt công an được. Ok, còn bây giờ giải quyết thằng này sau đây. Spayboard. Ok. Ok. Mày định làm gì tao? Thả tao ra. Đây. Thả tao ra. Thả tao ra! Thả tao ra! Chuẩn bị! Một! Hai! Ba! Nó chết rồi! Thì trước sau gì cũng phải giết nó thôi. Làm gì mà quản như vậy hả? Xe chảy dầu rồi giờ sao? Giờ nó hư tùm lum tùm la hết trơn rồi nè. Thôi kêu người tới sửa đi, chứ để vậy sao chạy. Nó rẽ đường nào rồi con? Con cũng không biết nữa. Nghĩa, có người bên kia kìa, con qua hỏi thử coi sao. Mẹ đi đợi con nha. Cho người tới liền mà sao chờ lâu quá không thấy tới vậy? Cho người tới liền đi. Giờ mới có 3:15 hả? Đợi nhanh sửa cho tôi đi. Anh à, để tôi giao hàng cho kịp. Anh cho em hỏi, nãy giờ anh có thấy người đàn ông nào mặc áo thun màu xanh, đội có nón bảo hiểm màu cam chạy qua đây không vậy? Hồi nãy thấy đứng đây nè, rồi ảnh chạy theo hướng này nè. Nãy giờ anh đứng đây hả? Tôi thấy anh đi về hướng này nè. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Alo, để tôi sửa xe xong rồi tôi tới. Sao rồi con? Mẹ à, anh ta nói anh Hải chạy con đường này nè. Có khi nào chính Hải bắt cóc anh hai không mẹ? Cái anh xe tải nói anh Hải dừng lại một lúc rồi mới bỏ chạy đi. Rõ ràng là cố tình cắt đuôi mình mà. Thằng Dung ghét anh hai, sao lại mạo hiểm đòi đi giao tiền chuộc cứu anh hai được mẹ? Con nói phải, chắc là nó rồi. Mà nghĩa nè, bây giờ mình chạy vô trong đó, đôi đồng bọn nó đông quá, rồi làm sao mình cứu được thằng Nhân? Mẹ nghĩ phải báo công an thôi con à. Bây giờ vừa chạy vừa báo công an đi mẹ, lỡ hắn làm gì anh hai thì sao?
giờ mình chạy hướng nào hả con? Mẹ à, hay là mẹ cứ chạy thẳng đi, con ra phải hướng này. Khi nào tìm được Hải á, nhớ gọi điện cho nhau nha. Cẩn thận nha. Dạ, con không biết rồi, mẹ cẩn thận. Nghe mày sao đi lâu quá vậy? Ngồi đó dậy mau đi, cái xác nó nằm ở đó, đuổi người khác biết thì sao? Mày bình tĩnh lại coi, ở đây là nhà quan, không có ai qua lại đâu. Hơi, nè, mẹ thằng Nghĩa, sao bây giờ? Mẹ. Con ơi, con có sao không hả con? Hả? Sao thằng này lại có mặt ở đây hả? Bà bình tĩnh lại đi, nghe thằng Nhân nó nói kìa. Thằng Hải nó cắt đuôi mẹ và thằng Nghĩa rồi. Thằng Nghĩa đâu? Thằng Nghĩa đâu? Thằng Nghĩa lúc nãy mẹ với thằng Nghĩa chia nhau ra tìm con. Con đừng có sợ nghe, mẹ đã phát hiện ra mưu kế của thằng Hải rồi, mẹ đã báo công an. Cái gì? Bà nói cái gì? Công an hả? Mẹ kiếp, mày giết người, tự giải quyết đi. Tụi tao trùng trước. Đi Hùng. Thắng. Tao nói vậy là sao hả con? Hả? Bây giờ phải mẹ, làm sao? Bình tĩnh. Thằng Hải chết rồi kìa, phải làm sao? Mày nghe con nói nè. Con giết người thiệt sao hả? Mẹ. Con lỡ tay sao thằng Hải chết rồi? Con mày cũng sắp tới đây. Mày chỉ có cách cứu con là giữ khống cho thằng Nghĩa thì con mới thoát tội được. Con sẽ đập đầu để ngất xỉu, mẹ khai với công an. Thì tới đây là thấy con đã ngất xỉu rồi. Thằng Hải cho rằng thằng Nghĩa muốn lấy tiền chuộc để trốn, nên hai đứa nó tranh chấp cãi vã. Sau đó thằng Nghĩa vô tình cho thằng Hải té chết. Mẹ nghe rõ chưa? Mẹ nhớ kỹ chưa? Nhân! Nhân! Nhân ơi! Nhân! Nhân ơi! Nhân! Mẹ ơi! Mẹ! Nhân! Mẹ! Mẹ! Anh hai sao vậy mẹ? Mẹ! Anh hai! Anh hai! Anh Hải! Mẹ! Tất cả sao vậy mẹ? Giơ tay lên! Anh hai! Giơ tay lên! Ôi, tại sao các anh làm ơn tha cho con tôi? Nó chỉ lỡ tay giết người thôi. Nó lỡ tay. Mẹ. Anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người sao? Tôi đau đầu quá bác sĩ ơi. Vết thương ở đầu á không có nghiêm trọng lắm. Do anh quá sợ hãi nên mới ngất xỉu đó. Không sao đâu, anh cứ yên tâm nha. Thôi, anh nằm nghỉ ngơi nha. Tôi lên phòng lấy thuốc cho anh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh Nhân, anh sao rồi? Ủa, sao tự nhiên anh lại ở đây? Sao anh không nhớ gì hết vậy? Em với ba đang ở nhà thì công an gọi báo là phát hiện ở nhà quan có xác anh Hải, với lại anh bị thương được đưa đi cấp cứu. Ba sốc quá nên ngất luôn, cũng được đưa đi cấp cứu rồi. Nhưng mà tình trạng của ba cũng ổn rồi. Anh Hải chết rồi sao? Sao lại như vậy? Anh nhớ là anh bị bắt cóc đến căn nhà quan rồi bị đập đầu ngất xỉu. Sau đó anh không biết gì nữa. Vậy anh không nhìn thấy ai giết anh Hải hay sao? Khi anh ngất xỉu anh Hải còn chưa tới mà. Tại sao anh Hải lại chết vậy? Bên công an họ cho biết
là anh Hải bị xô ngã trúng cây sắt tử vong. Lúc đó chỉ có 3 người, là anh, mẹ Nga và anh Nghĩa thôi. Nên họ đang tiến hành điều tra thêm. Anh còn đau lắm không? Anh Phi tới cái gì? Anh Phi. Cậu Phi, có chuyện gì mà tôi thấy mặt cậu căng thẳng dữ vậy? Tìm được cái tên bắt cóc vợ cậu Đức chưa? Dạ, con hiện giờ vẫn đang cho người đi tìm. Mới đây, con vừa nhận được tin Hải đã chết. Hả? Bước đầu, Nghĩa bị tình nghi là hung thủ và đang bị tạm giam. Còn Nhân thì bị thương, đang nằm viện. Sao lại như vậy được? Anh Nghĩa làm sao có thể giết người được? Theo tôi biết, vụ án này bắt đầu từ việc Nhân bị bắt cóc. Bây giờ bên công an họ đang họp, chắc sáng mai báo chí sẽ lên bài. Chắc là bây giờ con phải chạy tới nhà bà Sáu liền coi làm sao. Thôi, con bình tĩnh đi. Có chuyện gì để con an ta điều tra đi. Con á, bây giờ con dính vào là dễ bị lộ lắm á. Con không sao đâu, con sẽ cẩn thận, dì đừng có lo. Dì, lát hồi dì dọn giùm con nha. Chắc cổ yêu cậu Nghĩa thiệt rồi đó dì. Cái cậu Nghĩa đó, không biết là cái số xui rủi gì mà dính toàn là cái chuyện gì đâu không à. Tôi nói thiệt với cậu, tôi chỉ sợ cậu ấy là làm cho con nhỏ này liên lụy thôi à. Giờ sao bà Sáu? Không biết làm sao. Ngoài Sáu đừng khóc nữa. Trời ơi, còn bà nữa sao? Đã đố mà còn khóc hoài à. Từ từ có gì Nga về coi tình hình coi làm sao. Nhưng mà anh Nghĩa của tôi mà, sao tôi không lo được trời chứ. Trời ơi, khổ ghê. Vì Nga về kìa phải không? Không phải vì Nga đâu, là Yến. Bà Sáu. Yến. Anh Long, chị Trâm. Yến, bữa giờ em đi đâu mà sao tôi chị gọi không được vậy? Điện thoại của em bị cướp nên em bỏ cái sim đó luôn rồi. Em nghe nói là anh Nghĩa giết người hả? Sao lại như vậy? Không có đâu, không phải đâu. Chuyện sao vậy anh Long? Tối hôm qua, thằng Nhân bị bắt cóc nên dì Nga và thằng Nghĩa đi qua bên nhà thằng Nhân. Rồi nghe đâu á, thằng Hải đi giao tiền chuộc, dì Nga và thằng Nghĩa đi theo hỗ trợ. Ai ngờ tới nơi, thằng Nhân bị tụi bắt cóc đập đầu ngất xỉu từ trước. Còn thằng Hải, nó nghi thằng Nghĩa trộm tiền chuộc nên hai người xô xát với nhau. Thằng Nghĩa vô tình xô thằng Hải té xuống, trúng cây sắt tử vong. Không, không thể nào. Em không tin là anh Nghĩa giết người đâu. Đâu có ai tin thằng Nghĩa giết người đâu. Nhưng mà bây giờ thằng Nghĩa đang bị tạm giam, còn dì Nga đang ở trong đó để cho lời khai. Không biết khi nào người ta mới thả ra nữa. Dì Nga. Nga con. Dì Nga. Dì. Sao rồi mà con? Anh Nghĩa. Nghĩa sao rồi? Anh Nghĩa sao rồi dì? Anh Nghĩa sao rồi dì? Thằng Nghĩa sao rồi dì? Thằng Nghĩa bị tạm giam rồi. Trời ơi. Sao anh Nghĩa lại giết người được chứ? Chắc là có hiểu lầm gì đó mà đúng không dì? Đúng không dì? Là do nó với thằng Hải xô xát. Rồi nó vô tình xô thằng Hải ngã. Rồi xui rủi sao? Té trúng cây sắt. Dì cũng có mặt ở đó mà. Mà tính thằng Nghĩa từ đó giờ đôi khi nóng nảy. Còn thằng Hải thì ngông cuồng ngang tàn, không coi ai ra gì. Tụi con cũng biết mà. Nghĩa ơi là Nghĩa, tự nhiên mày nóng nảy chị không biết nữa. Con ơi, làm sao giờ con ơi? Phải cứu Nghĩa thôi con ơi. Má, mời má bình tĩnh, má nghe con nói nè. Má bình tĩnh lại. Chứ bây giờ má cứ như vậy hoài, lỡ má có chuyện gì cũng khổ thêm á. Thôi bây giờ vậy nè, má nghe lời con ơi. Nghe lời con vô phải phòng nội nghĩ con. Rồi à, có gì con với mấy đứa nhỏ lo nghe. Rồi ngày mai con sẽ tới bệnh viện đi gặp ông Phước con, để xin ông bại nại cho thằng Nghĩa. Con phải lo cứu Nghĩa. Thôi bà Sáu, bình tĩnh đi. Bà Sáu vô nghỉ đi. Rồi con lo tìm cách cứu Nghĩa. Dạ. Để rồi từ tôi con nghĩ cách cứu thằng Nghĩa. Bà Sáu nghỉ ngơi đi ngoại Sáu. Nghĩa ơi, Nghĩa con ơi. Bà Sáu từ, bà vô nghỉ nha. Thôi mà, bình tĩnh đi má. Ba vô nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện con với mấy đứa nhỏ lo. Ba đừng có lo nữa nghe. Sao giờ? Yến, anh Nghĩa không thể nào đi tù được đâu. Yến ơi. Bây giờ, phải làm sao mới cứu thằng Nghĩa được? Nếu như
như mà theo lời của dì Nga nói á, thì đây chỉ là sự cố ngộ sát thôi. Em có biết một anh luật sư rất giỏi, hay là để em nói anh luật sư đó bào chữa cho anh Nghĩa nha. Chị cực cứu được anh Nghĩa, bao nhiêu tiền chị cũng chịu hết. Ông chủ, ông ráng ăn miếng cháo đi. Tôi thấy ông mệt dữ lắm rồi. Cậu, mợ. Dạ, con thưa ba. Ông chủ, tôi xuống căng tin mua đồ nha. Dạ, chào cậu mợ. Dạ. Ba, cô xin lỗi, là con liên lụy anh Hải. Bên công an họ báo cho ba biết, có thể là chính thằng Nghĩa là chủ mưu bắt cóc con. Thằng Hải nó không ra gì, nhưng dù sao nó cũng là con của ba. Ba không ngờ nó lại ra đi đột ngột như vậy. Ba, anh Hải cũng đi rồi. Ba hãy để cho ảnh ra đi thanh thản nha ba. Bác sĩ nói là ba cần phải nằm viện để theo dõi thêm. Con sẽ lo chu toàn hậu sự cho anh Hải. Ba cứ yên tâm nha. Hải ơi, anh Phước ơi, tôi biết tội lỗi của thằng Nghĩa quá lớn, nhưng mà tôi xin anh hãy niệm tình tha thứ cho nó nghe anh. Chị cũng là mẹ, chị hiểu nỗi đau của tôi mà. Mọi chuyện nên để cho pháp luật xử lý. Anh Phước, anh làm ơn đi mà, tôi lại anh. Bác ơi, anh Nghĩa không có cố ý mà bác. Mẹ, ba con đang mệt, mẹ hãy thông cảm vậy. Hãy hiểu cho nỗi đau của ba con. Có gì mình nói chuyện sau nghe mẹ. Anh Phước, tôi chỉ xin anh rộng lòng, xin giúp cho thằng Nghĩa được giảm án. Tôi mang ơn anh suốt đời, tôi đội ơn anh. Tôi xin phép tôi về. Thôi mình về đi bác. Ba, ba nghỉ ngơi đi ba. Con sẽ liên hệ với bên công an để làm thủ tục đưa anh Hải về. Anh, anh không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Mặc dù anh không liên quan gì, nhưng anh cảm giác là chính mình đã hại anh Hải với thằng Nghĩa mà. Anh đừng có khóc nữa. Anh không có lỗi gì hết. Tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Bây giờ anh phải lo chu toàn hậu sự cho anh Hải, để anh được yên nghỉ. Dù sao anh cũng là anh của anh mà. Dạ. Ê Long, là mày làm gì mà cái mặt mày ủ rũ như cái bánh bao chiều vậy? Thì đó, hôm trước tao tặng cho ông Thúy cái bánh. Xong rồi sáng nay nó tặng lại cho tao nè. Tao bẻ ra thì tao thấy có tờ giấy trắng không à. Không lẽ nó từ chối tình cảm của tao hả mày? Đâu, giấy nào cho tao coi coi. Nè. À, ủa, mà nó đưa mày hồi nào vậy? Thì lúc ra chơi đó. À, để tao coi coi.
nó viết bằng tranh, cho nên là mày phải phản ứng với sức nóng á, nó mới hiện chữ ra được. Đây, để tao coi nó viết cái gì. Không được, tao biết cách rồi, vậy thôi tao về nha. Trời ơi, cái thằng này. Nghĩa, mày đừng lo, luật sư Ân hứa sẽ giúp mày. Chỉ là ngộ sát thôi, không có bị tử hình đâu Nghĩa. Luật sư cũng đang làm việc với bên công an để bảo vệ quyền lợi cho mày. Alo. Tôi nghe đây luật sư Ân. Tôi mới vô thăm Nghĩa. Anh Nghĩa có nhắn cho anh nè. Giờ tôi gửi cho anh nha. Dạ. Cảm ơn anh. Tao không có giết anh Hải. Khi tao đến nơi thì Hải đã chết rồi. Anh Hai thì bị thương rất xỉu, mẹ thì ở bên cạnh anh Hai. Sau đó công an Ngọc tới, mẹ đã nói là tao giết Hải. Tao không biết tại sao mẹ lại vu khống cho tao như vậy. Không ai chịu tin tao hết. Nhiều người làm chứng chính là mẹ ruột của tao kia mà. Tại sao dì Nga lại làm như vậy? Má, má đừng có khóc nữa. Má ráng giữ gìn sức khỏe. Để vài ngày nữa ông Phước bình tĩnh lại, con sẽ tới cầu xin ông Phước tiếp để cứu thằng Nghĩa. Má đừng có lo nữa nghe má. Dì Nga, dì đừng có đóng kịch nữa. Tại sao? Tại sao dì lại vu khống thằng Nghĩa là giết người? Con nói cái gì vậy Long? Ông nói cái gì kỳ vậy hả? Con biết con đang nói cái gì không? Luật sư Ân mới gọi điện thoại cho tôi nè. Nói là thằng Nghĩa nó nói không giết thằng Hải. Chính vì vu oan cho nó giết người. Long! Con sao vậy hả Nga? Má à, lúc đó công an ập tới, con định giúp thằng Nghĩa trốn thoát nhưng không kịp. Trong tình thế đó thì con đành phải khai thiệt. Chứ nếu không, công an điều tra ra thì tội thằng Nghĩa càng nặng thêm. Thằng Nghĩa nó không hiểu cho con, nó nghĩ là con không thương nó. Nó giận con cho nên nó mới nói con như vậy. Chắc nó nghĩ nó nói như vậy thì công an sẽ tin là nó vô tội, sẽ tha cho nó. Nó muốn thử tìm cơ hội cuối cùng lắm ha. Vậy thôi đi. Tôi chơi với thằng Nghĩa từ nhỏ mà. Tôi hiểu tính nó. Từ nhỏ tới giờ, dù nó có bị đánh đau tới mấy, bị thương nặng tới mấy, Nghĩa ơi, nó cũng chưa bao giờ khóc. Vậy mà hôm nay luật sư Ân nói nó khóc tức tưởi. Tôi tin nó, nó phải có oan ức và nó phải thất vọng về gì nhiều lắm nên nó mới khóc ức như vậy. Nó là con ruột của dì. Nó là con ruột của dì đó. Thì làm sao dì có thể hại nó được hả? Con nói như vậy mà nghe được hay sao? Nếu dì có thể chịu tội thay được cho nó thì dì cũng sẵn sàng chấp nhận. Thằng Nghĩa chẳng qua là nó đang tìm mọi cách chối tội để đánh lừa công an thôi. Đúng rồi. Hay là nhân cơ hội thằng Nghĩa chối tội, dì sẽ vào nói với công an dì đã giết thằng Hải. Chính dì đã giết thằng Hải rồi vu khống cho thằng Nghĩa. Đúng rồi. Má, má à, cô tính vậy được không má? Chắc chắn là công an sẽ tin. Công an sẽ tin con phải không má? Công an có chịu tin không? Hả? Công an nhất định tin phải không mấy đứa? Dì đừng có đóng kịch nữa. Tôi sẽ minh oan cho thằng Nghĩa. Tôi không cần gì nữa. Ông Long! Anh Long! Anh Long! Ông Long! Anh Long à! Long! Anh Long! Nè! Anh Long à! Anh Long! Anh Long! Anh sao vậy? Nè! Anh đi tới chỗ xảy ra vụ án để hỏi thăm thử coi. Biết đâu ai đó thấy được á, có thể làm chứng cho thằng Nghĩa không có giết người. Không lẽ gì Nga vu khống cho anh Nghĩa thiệt sao? Trời ơi! Anh Long! Bà đó! Lúc nào cũng vậy hết. Không lẽ bà không tin Nghĩa hả? Anh Nghĩa của tôi là tôi phải tin rồi đó. Nhưng mà dì Nga là mẹ ruột của ảnh mà. Lúc nãy ở trong bệnh viện, dì cũng cầu xin ông Phước tha cho anh Nghĩa. Trời ơi, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn á. Chắc có lẽ là dì Nga phải có lý do gì đó thì mới vu khống cho anh Nghĩa như vậy. Em thấy là anh Long nó cũng đúng. Hay là bây giờ mình đến đó hỏi mọi người xem sao? Chị đi nữa. Càng đông người càng dễ chia ra hỏi thăm. Má, bây giờ con sẽ tới công an để con thú tội. Con nói là con giết thằng Hải. Con sẽ cứu thằng Nghĩa. Con đi nghe má.
con đừng có đóng kịch nữa. Má nói cái gì vậy má? Má rất tin mấy lời của thằng Long. Má đừng có tin mấy lời của thằng Long. Cái thằng đó cờ bạc, lừa đảo, đủ trò. Má biết mà. Sao má lại tin lời nó? Má không chỉ vì những lời nói của thằng Long đâu. Má hiểu con và hiểu thằng Nghĩa. Thằng Long nó nói đúng đó. Thằng Nghĩa từ hồi nhỏ tính nó rất là bướng. Nó chỉ khóc khi nó quá tức giận một điều gì thôi. Còn con á, nếu con thương thằng Nghĩa, con vì nó thì con đã làm điều đó từ lâu rồi. Cái thằng Nghĩa đó, nó là con của con Hiền chứ không phải con của con, đúng không? Mà nói gì vậy má? Thằng Nghĩa là con của con, thằng Nhân mới là con của con Hiền. Má cũng là một người mẹ mà con, sao không cảm nhận được? Từ lâu nay á, má thấy con đó lo lắng cho thằng Nhân hơn thằng Nghĩa. Má chỉ nghĩ là con thương cho hoàn cảnh của thằng Nhân, nhưng bây giờ biết con vu oan cho thằng Nghĩa, má có thể khẳng định nghi ngờ lâu nay của má là đúng. Không có người mẹ nào mà đi hại con mình hết trơn á. Con nói đi, con hay thằng Nhân giết thằng Hải hả? Không phải lúc công an tới á, chỉ có con, thằng Nhân, thằng Nghĩa và xác của thằng Hải. Má, con xin má đó, má cứ để chuyện này cho con lo liệu được không má? Thằng Nghĩa chỉ là ngộ sát thôi, nó sẽ không bị tử hình đâu má. Dù thằng Nghĩa đó, nó không phải là cháu ruột của má, nhưng với má nó không có khác gì thằng Nhân. Mà cái quan trọng á, đó là sự thật. Má không thể bao che cho con đâu. Má sẽ đi gặp ông Phước, má nói hết sự thật ra để cho ông can thiệp cứu thằng Nghĩa. Còn những chuyện còn lại đó, để công an họ điều tra làm rõ. Má, không được đâu má. Con xin sao má không được đó. Con xin má mà. Được mà, sao không được? Không được, con xin má một lần này thôi. Buông tao ra, buông tao ra. Con không buông. Nga, buông ra. Con xin má tao mà đi. Một lần này thôi má. Không được đâu má ơi, con xin lỗi má. Má phải đi mới được. Má đi con mới được má. Nga, Nga. 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 Mở cửa ra. Nga. Tao nói mày nghe không? Nga. Nga. Con mở cửa ra cho má liền. Má phải đi gặp ông Phước để nói rõ sự thật. Nga. Con lại má mà má. Con lại má mà. Má thương con bao nhiêu thì con cũng thương con như vậy. Con không thể đánh lòng để đánh mất tương lai của con được. Má thương con nghe má. Má ơi, má. Cái kiểu con đó hả? Là hại nó đâu biết không? Nghe má, mở cửa ra. Mở ra liền. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Con xin lỗi cho má. Má tha tội cho con. Mở ra cho má nghe. Con xin lỗi mở má. Ra, mở ra. Con xin lỗi má. Mở ra. Mở ra. Má tha tội cho con má ơi. Nga. Anh Như. Anh sao vậy? Anh ngồi xuống đi. Anh đau lắm không? Anh không sao. Dạ, sao cô cậu về sớm quá vậy? Tôi tưởng cô cậu phải ở bên nhà tang lễ để lo cho cậu Hải. Các cậu của anh Hải không thích anh Nhân, lại đang đau lòng quá nên nói mấy lời khó nghe với ảnh. Anh Nhân không muốn ảnh hưởng tới tang lễ cho nên về sớm. Có gì sáng ngày mốt tụi tôi sẽ qua tiễn anh Hải ra nghĩa trang sao? Dạ, vậy để tôi xuống tôi dọn cơm cho cô cậu ăn ha. Tôi xin phép. Ừ. Anh Nhân. Anh còn mệt, anh vô phòng nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em cho anh trở về phòng rồi sao? Mấy ngày nay có nhiều chuyện xảy ra quá, em cũng suy nghĩ nhiều. Em thấy việc của anh Hải một phần cũng do gia đình quá phức tạp. Với lại khi anh bị bắt cóc, em thật sự rất lo lắng cho anh. Em mong mình sẽ cùng nhau bỏ qua hết tất cả chuyện cũ.
để cho con mình có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc nha anh. Anh cảm ơn em. Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Em xuống dọn cơm với chị Phượng, xong rồi em gọi anh xuống ăn nha. Trước mắt thì không được lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ cần công an mau chóng cách án thằng Nghĩa thì mình mới có thể an toàn. Việc mình ngộ sát thằng Hải chỉ có thằng Thắng nhìn thấy, nhưng nó sẽ không bao giờ tố cáo mình. Chẳng khác gì tự tìm đường đi tù. Còn bà Nga thì nhất định sẽ phải bảo vệ mình mà thôi. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà ngoại biết được thân phận của con và thằng Nghĩa rồi. Vậy bà ngoại có nói cho ai nghe chưa? Bà con có biết hay không? Bà ngoại nghi ngờ chuyện này lâu lắm rồi. Ngoại chỉ nói chuyện này với mẹ, chưa ai biết hết. Mẹ cũng chỉ thừa nhận thân phận của con, chứ chưa hề nói gì với ngoại là ai giết thằng Hải hết. Bà ngoại đòi đi báo với ông Phước, nhưng mà mẹ tạm thời nhốt ngoại trong phòng. Phải làm sao đi con ơi? Thằng Long nó nghi ngờ mẹ nói dối. Nó tin là thằng Nghĩa vô tội. Bây giờ đang đi tìm bằng chứng nè. Mẹ, con sẽ thuê liền một ngôi nhà ở chỗ vắng. Tạm thời mẹ đưa ngoại tới đó. Từ từ mình thuyết phục ngoại bỏ qua chuyện này. Dù sao ngân hàng cũng đang gia hạn cái nhà của ngoại. Bây giờ mẹ cứ đến chỗ tập quán của bà Tám, nói lý do là thằng Nghĩa đi tù. Ngân hàng sẽ tịch thu nhà, nên ngoại và mẹ có ai hỏi thì mẹ nói là dọn về nhà bà con ở. Mình âm thầm dọn đi được rồi mà con, đỡ phải rắc rối hơn không? Không được đâu. Nếu mẹ âm thầm bỏ đi, công an sẽ nghĩ là mẹ bỏ trốn và sẽ nghi ngờ lời khai của mẹ. Tại vì hiện tại chưa kết án, cho nên là họ vẫn còn gọi mẹ lên lấy lời khai nhiều lần nữa. Mẹ cứ mở điện thoại và đừng cho ai biết mẹ và bà ngoại ở đâu là được rồi. Con sẽ qua đón ngoại và mẹ. Để không bị lộ, mẹ cứ mua một ít thuốc mê, pha vô nước cho bà ngoại uống là được. Mẹ biết rồi. Con thu xếp rồi báo liền cho mẹ. Nhất định không được để cho bà ngoại gặp ba. Anh Long, ngồi đây. Ngồi bên kia kìa. Cho em đi cà phê nha chị. Anh Long, sao rồi anh? Cái chỗ đó ngoại thành vắng vẻ, nhà dân cũng ít nữa. Anh đi hỏi quá trời rồi mà không ai thấy thằng Nghĩa hết. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Anh Nghĩa của tôi thì ở trong tù, còn tôi ở ngoài mà không giúp được gì cho anh Nghĩa, tôi cảm thấy bức bối khó chịu quá. Phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao đây? Em thấy bây giờ manh mối quan trọng nhất là dì Nga. Chỉ có dì Nga mới biết được ai là người đã giết anh Hải, nên mới vu khống cho anh Nghĩa. Anh Long, anh ở chung nhà với dì Nga mà. Hay là bây giờ anh về, anh đóng kịch, anh nói với dì Nga là anh chỉ hiểu lầm thôi, làm lành lại với dì, rồi từ từ dò xét xem sao. Biết đâu dì Nga có sơ hở gì mình phát hiện ra thì sao? Cách của Yến hay đó. Mấy cái trò này là nghề của ông rồi mà. Ông thử coi. Mà đang xỉa xối tôi á hả? Tôi đang khen ông đó chứ. Được rồi, vì Nghĩa tôi sẽ cố gắng. Còn sớm
Dì Nga ơi. Gọi nữa đi. Dì Nga. Dì Nga ơi. Dì Nga ơi, dì Nga. Mở cửa cho con. Dì Nga. Dì Nga, con xin lỗi dì. Dì, hôm nay con biết ma xui quỷ khiến sao con lại nói bậy bạ như vậy. Chứ dì làm sao mà vu khống cho thằng Nghĩa được. Con xin lỗi dì mà. Dì tha lỗi cho con nha dì. Tránh ra. Dì Nga. Dì ơi. Dì Nga. Dì ơi. Dì Nga. Dì Nga. Dì Nga ơi. Dì Nga mở cửa cho con đi mà dì. Dì Nga. Dì Nga. Dì. Dì Nga, dì thông cảm đi. Dì đừng có giận anh Long nữa nha. Đúng rồi đó dì. Ông này ông hay nói bậy bạ vậy thôi. Dì đừng có giận ổng nha. Ủa mà dì tính đi đâu hả dì? Trời, dì Nga, dì đừng có gì giận con mà bỏ nhà đi nha. Dì, con xin lỗi mà. Dì soạn hết quần áo của con vô đây rồi. Long à. Dạ. Con cơ nhỡ không nhà không cửa. Dì thương tình cho con ở nhờ. Không ngờ con lại nghĩ dì xấu xa như vậy. Dì đã lỡ xấu xa trong mắt con rồi thì không cần phải làm người tốt nữa. Con đi đi. Dì Nga ơi. Dì lỡ cu mang con rồi. Dì cu mang cho trót đi dì. Dì là người tốt nhất trên đời này mà. Giờ dì đuổi con đi như vậy, con biết đi đâu đây dì? Đúng rồi đó dì. Dì cho ông ở nhờ nha dì. Bây giờ báo chí đang rầm beng. Ngân hàng cũng biết thằng Nghĩa đi tù. Mới vừa gọi báo là không cho gia hạn nữa. Cái nhà này trước sau dì cũng bị tịch thu thôi. Còn trước sau dì cũng dọn đi. Thì đi sớm đi. Không dì ơi. Dì Nga. Con ở lại với dì mà. Dì Nga. Dì Nga ơi. Dì Nga ơi. Dì Nga. Thôi dì vô đóng cửa luôn rồi. Năn nỉ không được đâu. Sao dì Nga khôn dữ vậy? Chưa kịp đóng kịch nữa là đuổi đi luôn rồi. Thôi không sao đâu. Để từ từ rồi mình tìm cách. Bây giờ quan trọng là phải tìm chỗ cho anh Long nghỉ đỡ kìa. Ôi, gấp như vậy á, làm sao thuê được nhà trọ? Yến, hay là cho anh qua chỗ trọ của em á, anh ở tạm vài bữa nghe. Em là em thuê nguyên một căn. Em ở chung với lại mấy đứa con gái nữa. Mà chật chội lắm. Với lại em sợ tụi nó ngại đàn ông á. Thôi, hiểu rồi. Vậy thôi, đem vô công ty ngủ đỡ. Nhà tôi có cả chục phòng. Tôi sẽ cho ông ở nhờ. Rồi từ từ tìm nhà trọ sao? Ý. Không ngờ, có ngày tôi thấy Trâm đẹp quá xá đẹp luôn. Thôi khỏi, cảm ơn. Yến, giờ mình về hay sao? Dạ, chắc bây giờ mình về đi chị. Rồi ngày mai em qua nhà chị sớm, rồi mình bàn tiếp. Có dịp mai qua nhà Trâm, tụi mình bàn chung ha. Đi đi, tôi xách giỏ cho. Không cần, nghĩ sao vậy?